thống của thế hệ đi trước, đội ngũ cán bộ phóng viên, biên tập viên trong các cơ quan báo chí quân đội ngày nay không ngừng nỗ lực, phát huy sức sáng tạo, tinh thần xung kích, luôn tiên phong đi đầu trong công tác thông tin, tuyên truyền. Gian nan trên tuyến đầu phòng chống ma túy. Cho đến thời điểm này, hàng loạt quán bar vẫn ngang nhiên bán cho khách hàng sử dụng. Và các cơ quan chức năng thì vẫn chưa có nhiều công cụ trong tay để ngăn cấm bóng cười. Kính chào quý khán giả và các đồng chí, mời quý khán giả và các đồng chí theo dõi bản tin thời sự 20 giờ của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Vừa rồi là một số nội dung sẽ có trong bản tin ngày hôm nay thứ 6 ngày 21 tháng 6. Ngay sau đây là thông tin chi tiết. Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ 8 được tổ chức tại Hàn Quốc vào ngày hôm qua. Ngài Park Jae-min, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tham gia đối thoại. Hai bên đã trao đổi về tình hình an ninh thế giới, khu vực và những vấn đề quốc tế cùng quan tâm nhằm tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Về hợp tác quốc phòng song phương, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác đạt được thời gian qua, nhất trí thời gian tới tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đạt được, trong đó tập trung tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, hợp tác về công nghiệp quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh biển, các hoạt động liên quan đến gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Hai bên thống nhất thúc đẩy một số nội dung hợp tác mới phù hợp với khả năng của mỗi bên như an ninh mạng, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao quân sự và thể thao thành tích cao. Về cơ chế hợp tác đa phương, hai bên thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, tham vấn và phối hợp với nhau trên các diễn đàn đa phương như ADMM cộng, ARF, Shangri-La, đối thoại Seoul, hội nghị thứ trưởng quốc phòng Hàn Quốc Việt Hàn Quốc ASEAN. Việt Nam ủng hộ Hàn Quốc tham gia có trách nhiệm vào các cơ chế hợp tác an ninh đa phương, đóng góp cho hòa bình ổn định phát triển trong khu vực và thế giới. Hàn Quốc cam kết ủng hộ Việt Nam trong công tác chuẩn bị và tổ chức sự kiện quốc phòng quân sự trong năm 2020 khi Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN. Trong thời gian công tác tại Hàn Quốc, đoàn Việt Nam đã chào xã giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, chuyển lời mời thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Đại tướng Ngô Xuân Lịch tới Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc. Hội kiến Chủ tịch Cơ quan Quản lý Mua sắm Quốc phòng DAPA, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế COICA, Phó Chủ tịch Tập đoàn Hanwha và thăm đơn vị huấn luyện gìn giữ hòa bình của Hàn Quốc. Ngày hôm nay, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã thăm làm việc và kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại một số đơn vị trực thuộc Quân khu 4. Qua kiểm tra, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tăng cường công tác kiểm tra giám sát chất lượng và tiến độ thi công các công trình đang được triển khai, tiếp tục nghiên cứu đề xuất các phương án đầu tư xây dựng hệ thống doanh trại, nhà nghỉ điều dưỡng phù hợp với công năng, tính chất nhiệm vụ đặc thù của từng cơ quan đơn vị nhằm đảm bảo phục vụ tốt cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn và phục vụ công tác an điều dưỡng bộ đội trong thời gian tới. Chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Liên lạc Truyền thống báo Quân khu 7 tổ chức lễ ra mắt nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đến dự. Ban Liên lạc Truyền thống báo Quân khu 7 được thành lập nhằm phát huy đoàn kết, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, đặc biệt là quan tâm chăm lo gia đình các liệt sĩ, thương binh, gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tham gia các hoạt động cộng đồng xã hội. Ban Liên lạc Truyền thống báo Quân khu 7 là tổ chức của những người làm báo và cộng tác viên của báo Quân khu 7 qua các thời kỳ tự nguyện tham gia. Tại Học viện Hải quân sáng nay, Hội đồng Khoa học của Quốc phòng đã đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học, nghệ thuật sử dụng lực lượng tên lửa bờ trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng tham mưu trưởng làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu. Trần Đô đốc Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Học viện Hải quân làm chủ nhiệm đề tài. Đề tài nghiên cứu là cơ sở quan trọng giúp cho các cơ quan cấp chiến lược chiến dịch vận dụng trong nghiên cứu đề xuất với Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng những giải pháp chiến lược về tổ chức xây dựng quân đội nói chung, lực lượng hải quân nói riêng, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, đồng thời chỉ đạo cấp chiến lược chiến dịch, chiến thuật, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập phù hợp với tình hình cụ thể và yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đoàn công tác của Bộ Tổng tham mưu do Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng dẫn đầu hôm nay có buổi làm việc với trường sĩ quan công binh. Trong đó tập trung vào những nội dung về điều kiện cơ sở vật chất hạ tầng, công tác đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học.
Thời gian qua, trường sĩ quan công binh đã có nhiều đổi mới, nhất là việc nâng cao chất lượng đào tạo huấn luyện. Quá trình đào tạo thường xuyên rà soát, điều chỉnh kịp thời, đáp ứng các yêu cầu sát với thực tế đơn vị. Trung tướng Ngô Minh Tiến biểu dương trường sĩ quan công binh đã có nhiều kết quả tốt trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu nhà trường tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học quân sự, khoa học kỹ thuật quân sự. Nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Công an đã đến thăm chúc mừng Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành gửi lời chúc sức khỏe tới tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội. Chúc mừng Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đầu tư trụ sở mới với nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ cho nâng cao hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh sự nghiệp báo chí cách mạng trong tình hình mới. Vào sáng nay, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã tổ chức gặp mặt tôn vinh các tập thể cá nhân tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Trong 5 năm qua, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã 3 lần được nhận cờ thi đua của Tổng cục Chính trị và Bộ Quốc phòng. Hàng năm đều có tác phẩm đoạt giải cao giải báo chí quốc gia, giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, giải báo chí toàn quốc về công tác thông tin đối ngoại, đoạt giải cao trong liên hoan phát thanh truyền hình toàn quốc và nhiều giải thưởng cao quý khác của các bộ ngành địa phương. Liên chi hội nhà báo Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội dù mới được thành lập, kiện toàn nhưng luôn là cơ sở, là cơ quan tham gia có trách nhiệm trong các hoạt động, các chương trình, cuộc vận động của Hội Nhà báo Việt Nam, từng bước khẳng định được tiếng nói, vị thế của tờ báo nói, báo hình trong làng báo chí cách mạng Việt Nam. Trong thời gian tới, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tiếp tục phát huy thế mạnh trên mặt trận thông tin, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, xây dựng trung tâm theo hướng tòa soạn hội tụ, chiếm lĩnh những trận địa thông tin mới mà khán thính giả quan tâm kỳ vọng. Tại buổi lễ, Liên chi hội nhà báo Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã trao tặng bằng khen cho những cá nhân tập thể là tác giả có các tác phẩm tiêu biểu năm 2018 và tặng giấy khen cho các hội viên tiêu biểu. Cũng trong sáng nay, tạp chí Quốc phòng Toàn dân đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 94 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam và sơ kết công tác viết bài chống diễn biến hòa bình. Theo đó, từ đầu năm đến nay, tạp chí Quốc phòng Toàn dân đã tuyên truyền được gần 100 bài viết chống diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa, đăng trên các ấn phẩm. Để nâng cao chất lượng bài viết, tạp chí đã chủ động xây dựng kế hoạch, có các bài viết mang tính đón trước các sự kiện, chủ động đặt bài, bổ sung hàng tháng, đảm bảo tính thời sự, kịp thời đấu tranh với âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Thời gian tới, tạp chí Quốc phòng Toàn dân tiếp tục tăng cường hơn nữa các bài viết phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, tích cực bồi dưỡng, nâng cao khả năng viết cũng như là mở rộng lực lượng tham gia. Khắc ghi lời Bác Hồ dạy, cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng, cây bút và trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Phát huy truyền thống của thế hệ đi trước, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên trong các cơ quan báo chí quân đội ngày nay không ngừng nỗ lực phát huy sức sáng tạo, tinh thần xung kích, luôn tiên phong đi đầu trong công tác thông tin tuyên truyền, thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó. Kỷ niệm 94 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam cũng là dịp chúng ta cùng nhìn lại và ghi nhận những cố gắng của các nhà báo chiến sĩ. Những hình ảnh này được ghi lại trong chuyến công tác tại Nam Sudan mới đây của kíp phóng viên Truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Dù nhiệt độ ngoài trời có khi lên đến hơn 50 độ C, phương tiện liên lạc hạn chế, họ vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng để tác nghiệp. Nhờ đó, kíp phóng viên đã liên tục gửi về những thông tin, hình ảnh về cuộc sống, công việc của cán bộ, bác sĩ của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Nam Sudan. Ở đất nước Nam Sudan thì là một đất nước đang nội chiến, thì họ coi như tất cả các phương tiện truyền thông, các ghi hình chụp ảnh thì là đều là bị cấm. Nên là khi mà chúng tôi tác nghiệp thì gần như là 100% là tác nghiệp giấu máy và những sử dụng những quay bằng những cái biện pháp như là bằng điện thoại hay là bằng những cái máy quay dấu kín. Thế hình ảnh con ở trên TV rồi thì là ba mới về cũng ở nhà này là tôi và cũng như gia đình là yên tâm và không có phải lo lắng gì cho lao nữa,
vì là con hắn còn có anh em đồng nghiệp. Nằm trên đỉnh núi Sước, dãy núi ngăn cách hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa, ở độ cao hơn 400 mét so với mực nước biển. Trạm radar 515, tiểu đoàn 151, vùng 1 Hải quân là đơn vị hôm nay đại úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Quang Thanh, phóng viên báo Hải quân đến tác nghiệp. Vừa phải thực hiện nhiệm vụ của một phóng viên báo in, báo điện tử, anh còn đóng vai trò là một biên tập viên, một quay phim truyền hình. Nhiều việc trong một, nhưng với anh, điều quan trọng là đưa hình ảnh người lính đến gần hơn với khán giả trong và ngoài quân đội. Chúng tôi thường phải độc lập đi tác nghiệp một mình, sau đó là chúng tôi phải thực hiện các nhiệm vụ như là ghi hình, biên tập và thực hiện các tác phẩm báo in cũng như chụp ảnh. Do đó thì để đáp ứng được nhu công việc thì mỗi phóng viên quân khu quân chủng nói riêng, đặc biệt đối với viên của báo và truyền hình quân thì chúng tôi phải tự trang bị cho mình những kiến thức nhất định về kiến thức báo chí, về kỹ năng tác nghiệp và cả kỹ năng ghi hình cũng như là biên tập truyền hình, biên tập báo in, báo điện tử. Hòa mình vào dòng chảy của thời sự, luôn có mặt tại những sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội trong tất cả các lĩnh vực, ở những nơi còn khó khăn, vất vả hay tại một quốc gia nghèo đói, xung đột, đều có dấu chân của những nhà báo chiến sĩ. Các tác phẩm ra đời đã mang đậm hơi thở của thực tiễn, phản ánh chân thực, thông tin nhiều chiều về đời sống chính trị, kinh tế xã hội, đối ngoại, hoạt động quân sự, quốc phòng, cổ vũ động viên các phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua quyết thắng, đấu tranh hiệu quả với các thông tin xấu, độc, làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình, kịp thời phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong toàn quân và xã hội. Để có được những cái hơi thở của cuộc sống chân thực đó đưa vào tác phẩm thì đòi hỏi mỗi chúng tôi là phải đi đến tận những cái nơi vùng sâu, vùng xa, những cái đồn biên phòng hoặc là những cái nơi biển đảo xa xôi của Tổ quốc. Ở quá trình phản ánh các hoạt động của bộ đội thì những nhà báo mặc áo lính 3-1 của chúng tôi thì gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi thường xuyên phải mang giác máy móc rồi phải cơ động bằng ghe xuồng, hoặc là có khi thì lội sình lầy hoặc là lội những cái đồng ruộng, rất là khó khăn. Mặc dù như thế nhưng mà chúng tôi xác định tốt cái nhiệm vụ của mình, mong muốn làm sao có được những cái hình ảnh, những bài viết phản ánh kịp thời các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu 9 đến với công chúng. Với tinh thần nhiệt huyết, luôn xung kích tiên phong, những nhà báo, chiến sĩ sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tiếp tục đưa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ đến gần hơn nữa với nhân dân, với bạn bè quốc tế, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin. 17 chuyên gia nước ngoài đến từ Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Australia hướng dẫn Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 của Việt Nam xử lý các tình huống trên sơ đồ. Gian nan trên tuyến đầu phòng chống ma túy. Trong hôm qua và hôm nay, 17 chuyên gia nước ngoài đến từ Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Australia hướng dẫn Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 của Việt Nam xử lý các tình huống trên sơ đồ. Đây là hoạt động mở đầu cho khóa huấn luyện tổng hợp Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 trong 2 tuần tới. Sơ đồ hoạt động và lắp đặt Bệnh viện dã chiến cấp 2 được bố trí theo đúng thực tế tại Phái bộ Nam Sudan. 22 tình huống sẽ được các chuyên gia đưa ra bất ngờ, đòi hỏi tất cả các thành viên của bệnh viện phải đưa ra phương hướng xử lý, phối hợp, hiệp đồng các bộ phận quân y hậu cần để đảm bảo công tác khám chữa bệnh kịp thời. Trong quá trình xử lý tình huống, các chuyên gia nước ngoài sẽ theo sát từng bộ phận để hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra những lời khuyên sát với tình hình thực tế tại phái bộ. Đồn biên phòng Na Ngoi thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với Đại đội Biên phòng 222 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Siêng Khoảng của Lào vừa tổ chức tuần tra chung kiểm tra hệ thống đường biên cột mốc và bảo vệ an toàn đường biên giới Việt Nam-Lào. Lực lượng hai bên đã tiến hành tuần tra khép kín đoạn biên giới Việt Nam-Lào từ khu vực cột mốc số 420 đến cột mốc số 422, có độ cao 2.720m so với mực nước biển. Lực lượng tuần tra hai bên kiểm tra tình trạng cột mốc, phát quang bụi rậm, thông tầm nhìn và dọn vệ sinh xung quanh khu vực cột mốc, trao đổi các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ biên giới. Qua kiểm tra cho thấy dấu hiệu đường biên giới không bị xê dịch, cột mốc biên giới được đảm bảo nguyên trạng, an toàn. Tại Khánh Hòa, Bộ Tổng Tham mưu ngày hôm qua tổ chức hội thảo về nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các học viện các trường quân đội. Dự kiến năm nay sẽ có 6 học viện trường trong quân đội chính thức áp dụng thi tốt nghiệp bộ môn ngoại ngữ.
Đáng chú ý là Học viện Hải quân có 7 học viên tự nguyện đăng ký bảo vệ khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành bằng tiếng Anh, tiếng Nga. Các tham luận tại hội thảo xoay quanh việc nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động ngoại khóa bằng tiếng Anh, hướng dẫn giảng viên cách sử dụng phần mềm hỗ trợ dạy và học tiếng Anh. Hội thảo được tổ chức nhằm rút kinh nghiệm để áp dụng thi tốt nghiệp của môn ngoại ngữ cho nhà trường toàn quân trong những năm tới. Đội ngũ báo cáo viên toàn quân khu vực phía Nam và cấp ủy chỉ huy các cấp cần kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu và thông tin xấu độc làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình, âm mưu phi chính trị hóa quân đội của các thế lực thù địch. Đó là những yêu cầu đặt ra tại hội nghị báo cáo viên toàn quân khu vực phía Nam do Tổng cục Chính trị tổ chức sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, hơn 100 báo cáo viên được cung cấp thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong nước, tình hình quốc tế nổi bật trong tháng, thông tin kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14, kết quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2015-2018, phương hướng năm 2020. Qua đó nhằm góp phần thống nhất tư tưởng và hành động, định hướng tư tưởng cho bộ đội trước những vấn đề quan trọng, nhạy cảm hiện nay đến trong nước và khu vực, củng cố và giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã tổ chức truyền thông về chủ đề xây dựng hạnh phúc gia đình và phòng chống bạo lực gia đình cho gần 400 cán bộ quân nhân chuyên nghiệp khối cơ quan và thành viên Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em một số đơn vị trực thuộc Quân khu 1. Hoạt động được tổ chức nhân ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 và hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2019. Buổi truyền thông tập trung vào những nội dung về vị trí, vai trò của gia đình và hạnh phúc gia đình đối với sự ổn định và phát triển của quốc gia, những thách thức đối với việc bảo vệ hạnh phúc gia đình trong xã hội hiện đại, các hành vi bạo lực gia đình và hậu quả đối với xã hội, nguyên nhân và kinh nghiệm, kỹ năng giải quyết các mâu thuẫn phổ biến thường xảy ra trong mỗi gia đình. Tiếp theo trong bản tin, cứu ngư dân bị tai biến trên biển. Hiện nay, hàng loạt quán bar tại Hà Nội vẫn ngang nhiên bán bóng cười và các cơ quan chức năng thì vẫn chưa có nhiều công cụ trong tay để ngăn cấm. Tàu SAR 412 thuộc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam tối qua đã đưa một ngư dân bị tai biến trên vùng biển Quảng Ngãi về Đà Nẵng điều trị. Trước đó, nhận được thông tin tàu QNG 95898TS khi đang hành nghề trên vùng biển Quảng Ngãi, có ngư dân Bùi Quốc Hương bị tai biến trong tình trạng nguy kịch, đề nghị được cứu nạn khẩn cấp. Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều tàu SAR 412 cùng ekip bác sĩ của Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng lên đường cứu nạn. Sau khi trải qua ca cấp cứu ổn định tình trạng, bệnh nhân được đưa qua tàu cứu nạn để được chăm sóc y tế tích cực. Và tối cùng ngày, bệnh nhân được đưa về Đà Nẵng để tiếp tục điều trị. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng cho biết, những ngày qua, nhu cầu sử dụng điện tại thành phố Đà Nẵng đạt đỉnh 562 MW, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Riêng khu vực quận Sơn Trà ghi nhận mức độ tăng kỷ lục lên tới gần 22%, xảy ra sự cố quá tải cục bộ tại một số địa phương này. Dự báo tình hình phụ tải tăng trưởng nóng ở một số địa phương, Điện lực Đà Nẵng đã tiến hành thay dây, lắp trục bảo vệ chống động vật, tăng cường hệ thống tiếp địa, thay xà xứ cách điện và vệ sinh bảo dưỡng các tuyến đường dây trung thế. Việc này giúp cho tăng cường cung cấp điện trong mùa nắng nóng và phục vụ lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019. Chủ động có phương án cấp điện an toàn liên tục suốt thời gian diễn ra kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 từ ngày 24 đến 27 tháng 6. Theo báo cáo mới nhất của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Thọ, tính đến ngày 20 tháng 6, Phú Thọ đã có 88 xã phường thuộc 13 huyện thành thị xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Nguyên nhân khiến cho dịch bệnh lây lan nhanh trên diện rộng chủ yếu là do người chăn nuôi chưa đề cao ý thức phòng chống dịch bệnh. Khi phát hiện lợn ốm không báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn, công tác quản lý buôn bán lợn giống, quản lý các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ còn lỏng lẻo, đội ngũ cán bộ thú y tuyến cơ sở còn mỏng, yếu và thiếu, dẫn đến nhiều vấn đề bất cập khác. Hiện nay, tại tỉnh Phú Thọ, tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp. Số điểm có lợn ốm, lợn chết gia tăng hàng ngày, gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng cán bộ thú y và cơ quan chuyên môn trong việc bố trí lực lượng hàng ngày để kiểm tra, giám sát, lấy mẫu theo đúng quy định. Tính đến hết ngày 20 tháng 6, số lợn bị tiêu hủy tại Phú Thọ đã lên đến hơn 10.000 con.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB đã chính thức được công nhận đạt chuẩn GPI, sáng kiến đổi mới thanh toán toàn cầu của tổ chức SWIFT. MB cũng cung cấp dịch vụ chuyển tiền quốc tế theo chuẩn GPI tới khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế. Như vậy, bất kỳ khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế của MB chuyển tiền đi hoặc nhận tiền đến tại MB đều được hưởng các tiện ích gồm kiểm soát và quản lý tối ưu dòng tiền, người hưởng lợi nhanh chóng được nhận tiền và chủ động nắm bắt thông tin giao dịch qua các kênh thông tin của ngân hàng như email, app, MB Bank, Internet Banking, EMB, Contact Center MB247 hoặc là trực tiếp qua các chi nhánh và phòng giao dịch của MB trên toàn hệ thống. SWIFT GPI là sáng kiến về thanh toán quốc tế nổi bật nhất trong những năm gần đây của cộng đồng thanh toán trên toàn thế giới. Tính đến tháng 5 năm 2019, đã có 520 ngân hàng lớn trên thế giới đạt chuẩn GPI. Lượng điện thanh toán theo chuẩn GPI năm 2018 của các thành viên đạt 40.000 tỷ đô la Mỹ. 90% lượng điện GPI tiền đến tại MB đều được hưởng các tiện ích gồm kiểm soát và quản lý tối ưu dòng tiền, người hưởng lợi nhanh chóng được nhận tiền và chủ động nắm bắt thông tin giao dịch qua các kênh thông tin của ngân hàng như email, app, MB Bank, Internet Banking, EMB, Contact Center MB247 hoặc là trực tiếp qua các chi nhánh và phòng giao dịch của MB trên toàn hệ thống. SWIFT GPI là sáng kiến về thanh toán quốc tế nổi bật nhất trong những năm gần đây của cộng đồng thanh toán trên toàn thế giới. Tính đến tháng 5 năm 2019, đã có 520 ngân hàng lớn trên thế giới đạt chuẩn GPI. Lượng điện thanh toán theo chuẩn GPI năm 2018 của các thành viên đạt 40.000 tỷ đô la Mỹ. 90% lượng điện GPI được ghi có trong vòng 24 giờ. Ngày hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức tập huấn cho các cán bộ, giáo viên tham gia vào công tác coi thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Tại buổi tập huấn, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ PA03, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin về một số thiết bị mới xuất hiện trong buổi thi năm nay để các cán bộ, giáo viên có thể phát hiện trong khi làm nhiệm vụ. Công an thành phố Hà Nội đã giới thiệu các thiết bị thu phát siêu nhỏ như là cúc cải áo hay là mắt kính, có hình dạng giống các vật dụng thông thường như là bút, đồng hồ có gắn camera, quét đề thi để gửi ra ngoài. Trong đó, từ loại thiết bị thu phát tín hiệu kết nối với điện thoại di động đến loại không phải kết nối điện thoại có chức năng nhận sóng từ trường, làm rung màng nhĩ để tải âm thanh. Bên cạnh đó, Công an Hà Nội đã tiến hành rà soát các trang web bán thiết bị. Mới đây, thì Công an Hà Nội đã phát hiện hai trang web giao bán các thiết bị gian lận như là bút gắn camera, đồng hồ, quét camera tại quận Cầu Giấy và phối hợp với lực lượng quản lý thị trường xử lý kịp thời. Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn, tuyên truyền cách thức nhận biết một số loại thiết bị dùng để gian lận thi cử cho giám thị, cán bộ coi thi tại các hội đồng thi nằm trong danh sách tổ chức thi của Ban chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn thành phố. Và ngay trong chiều ngày hôm nay, Công an quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã triệt phá bắt nhóm thanh niên chuyên buôn bán cung cấp thiết bị gian lận thi cử trên địa bàn. Cầm đầu là Đặng Công Bão và Nguyễn Thế Mạnh, cùng sinh năm 1996, quê huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Khám xét nơi trọ của hai đối tượng, cảnh sát phát hiện hàng trăm thiết bị camera, camera giấu kín và các thiết bị quay và rung, tai nghe siêu nhỏ phục vụ cho thi cử. Công an quận Nam Từ Liêm cho biết hiện đơn vị đang hoàn tất hồ sơ mở rộng điều tra vụ việc. Theo Nghị định 54/2019, từ ngày 1 tháng 9, vũ trường được kéo dài thời gian hoạt động đến 2 giờ sáng thay vì đến 24 giờ hiện nay. Từ 8 giờ trở đi mới được mở cửa trở lại. Tại nghị định này thì lần đầu tiên chính phủ sẽ quy định vũ trường không được cung cấp dịch vụ cho người chưa đủ 18 tuổi. Phòng phải có diện tích sử dụng từ 80m² trở lên, không kể công trình phụ, không được đặt chốt cửa bên trong hoặc là đặt thiết bị báo động, trừ các thiết bị báo cháy nổ. Địa điểm kinh doanh vũ trường phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử, văn hóa từ 200m trở lên, đảm bảo đủ điều kiện cách âm và âm thanh thoát ra ngoài phòng hát hoặc là phòng vũ trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Ngày 29 tháng 5, Bộ Y tế đã có văn bản phúc đáp công văn số 5051 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc khuyến cáo tác hại khí N2O hay còn gọi là nitơ monoxide và tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh điều hành khí N2O. Theo đó, thì Bộ Y tế nhất trí với đề nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc không được sử dụng khí N2O với mục đích là vui chơi giải trí, với lý do là bóng cười có thể làm thay đổi trạng thái tâm thần kinh dẫn đến tử vong.
Thế nhưng cho đến thời điểm này thì hàng loạt quán bar vẫn ngang nhiên bán cho khách hàng sử dụng và các cơ quan chức năng thì vẫn chưa có nhiều công cụ để có thể ngăn cấm bóng cười. Và nếu chỉ phạt hành chính như hiện nay với số tiền không nhỏ, với số tiền nhỏ thì không đủ để các quán bar bỏ đi một mặt hàng siêu lợi nhuận như thế này. Bóng cười đã bị cấm trong danh mục giải trí, nhưng tại quán bar The Opera trên phố Lương Ngọc Quyến, bóng cười được in trên menu với giá từ 50 đến 200 nghìn đồng một quả, tùy theo lượng khí bơm vào tinh khiết hay có pha thêm chất. Bóng cười có nhiều giá và cả nhiều chương trình khuyến mại, dùng càng nhiều càng rẻ, rẻ như cho nếu như khách hàng mua combo rượu và các mặt hàng đắt tiền khác. Nhưng khi có công an đến hỏi về menu này thì được lý giải là menu cũ, chưa kịp thay. Tại vì không liên quan là cũng có. Thôi chúng tôi không ăn bóng. Để bán rượu hoa quả thôi. Khách đến chơi vui nhảy nhót thôi, không có gì cả. Thế anh lý giải tại sao trong menu của quán lại có bóng cười? Không, cái menu chắc là có thể là ghi nhầm thôi. Có nhiều cách chủ quán bar dùng để trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng. Tối 13 tháng 6, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra Hay Club trên phố Hai Bà Trưng. Lực lượng chức năng bắt quả tang nhiều khách hàng đang sử dụng bóng cười. Trong quán cũng có rất nhiều vỏ bóng đã qua sử dụng. Trên tầng 3 của quán có một kho nghi chứa bóng cười, nhưng nhân viên quán quanh co không cho lực lượng chức năng kiểm tra. Còn tại King Club trên phố Hai Bà Trưng, hàng trăm quả bóng cỡ lớn được bán, mặc dù trước đó quán này đã từng bị xử phạt hành chính. Việc người bán bóng không mặc đồng phục chính là một trong những cách quán bar này lách luật. Chủ cơ sở bây giờ là người ta cho cái bình khí vào một cái hộp tự chế và người ta có khóa rất nhiều lớp, và ở đấy thì người ta có một cái vòi để chuyển ra ngoài để bơm cái khí đấy ra ngoài. Từ đầu năm 2019 đến nay, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với đội quản lý thị trường số 2 và ban chỉ đạo 389 của quận đã kiểm tra, xử lý tổng cộng là 55 cơ sở kinh doanh về bóng cười. Trong đó, ra quyết định xử phạt hành chính là 35 cơ sở, đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính với 20 cơ sở. Tổng số tiền phạt đã thu là 430 triệu đồng, cùng tăng vật với giá trị là hơn 250 triệu đồng. Mức xử phạt nó cũng chưa tương xứng là cái thứ nhất, và cái thứ hai nó cũng do cái lợi nhuận của cái việc buôn bán cái khí bóng cười này nó quá lớn, nên là chủ cơ sở thì cũng bất chấp, có thể là bị xử phạt nhiều lần nhưng sau đấy thì cũng vẫn tiếp tục. Đối với các cơ sở kinh doanh khí N2O không rõ nguồn gốc xuất xứ, mức phạt với hộ kinh doanh cá thể là 7,5 đến 10 triệu đồng, với doanh nghiệp là từ 8 đến 25 triệu đồng trên một lần vi phạm. Thế nhưng theo cơ quan chức năng, mức phạt thế này không có giá trị răn đe, bởi các doanh nghiệp này chỉ cần bán một bình khí N2O cũng đã đủ lãi để nộp phạt vi phạm hành chính. Trong phóng sự tiếp theo, chúng tôi sẽ đề cập đến những hệ lụy từ bóng cười mà người sử dụng không ý thức được mức nguy hiểm chết người của nó. Thưa quý khán giả và các đồng chí, tháng 6 hàng năm đã trở thành tháng hành động phòng chống ma túy với những chủ đề qua từng năm như là hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy năm 2018. Năm nay thì chủ đề là hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Chính trị, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp tổ chức tọa đàm trên tuyến đầu phòng chống ma túy nhân tháng hành động cao điểm phòng chống ma túy năm 2019. Hành trình ngăn chặn dòng chảy ma túy trên tuyến đầu tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thử thách. Mỗi vụ án đều là những câu chuyện về sự hy sinh lặng lẽ của người lính trinh sát, là những cuộc đối chiến đến nghẹt thở với tội phạm. Chương trình tọa đàm trên tuyến đầu phòng chống ma túy đã mang đến những câu chuyện nhiều cảm xúc về sự hy sinh của những trinh sát đặc nhiệm Bộ đội Biên phòng trên mặt trận đấu tranh phòng chống ma túy, về sự can đảm, mưu trí của các anh trong những cuộc chiến khốc liệt với những kẻ gieo rắc cái chết trắng. Trong một lần này, được ban chỉ đồn giao nhiệm vụ cùng tổ tuần tra của đơn vị tuần tra khu vực Mộc 528. Quá trình tuần tra, khi đến vị trí tuần tra thì tôi phát hiện thấy có một đối tượng người Lào đi từ hướng Lào về Việt Nam. Tôi ngay lập tức tôi đã bố trí các đồng chí trong tổ vào vị trí chiến đấu.
và cùng một đồng chí nữa đến tiến hành kiểm tra đối tượng. Và khi chúng tôi bước đến thì đối tượng sử dụng dao cắt chỗ trong người để đánh trả nhằm mục đích là trốn chạy về phía biên giới. Thì ngay lập tức là tôi phát lệnh đánh và cùng các đồng chí đồng tổ là khống chế đối tượng. Sau khi bắt được đối tượng thì chúng tôi khám người và thu giữ hơn 2.000 viên ma túy tổng hợp. Đẩy lùi và ngăn chặn không để ma túy xâm nhập vào nước ta, đó là nhiệm vụ của lực lượng đấu tranh phòng chống ma túy. Do vậy, với vai trò trách nhiệm của lực lượng đấu tranh phòng chống ma túy Bộ đội phòng ở biên giới, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội phòng không những phối hợp với lực lượng trong nước mà còn phối hợp với nước ngoài để ngăn chặn ma túy từ xa, không để ma túy xâm nhập vào Việt Nam. Trong năm 2018, trên toàn tuyến biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phát hiện bắt giữ gần 1.000 vụ cùng hơn 1 tấn ma túy các loại. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2019 là 697 vụ với 1.840 kg ma túy các loại và gần 2 triệu 600.000 viên ma túy tổng hợp được lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng phát hiện và bắt giữ. Song song với đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng còn bền bỉ, tận tụy thực hiện các kế hoạch vận động quần chúng nhằm giúp đỡ nhân dân vượt qua những nỗi đau ma túy. Đây là anh Hồ My, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình, người đã chót mắc vào tệ nạn ma túy. Anh đã được Bộ đội Biên phòng cảm hóa, đưa đi cai nghiện thành công. Giờ anh không chỉ tu chí làm ăn, mà còn trở thành cơ sở của Bộ đội Biên phòng để tuyên truyền vận động bà con trong xã cùng chung tay phòng chống ma túy, giữ an ninh trật tự tại địa bàn. Mỗi thanh niên chúng ta hiện nay cần phải hiểu rõ về tác hại của ma túy, tránh xa ma túy, hãy nói không với ma túy, cùng chung tay đồng sức đồng lòng để tạo nên sức mạnh tổng hợp cùng với gia đình và xã hội để tránh đi hiểm họa của ma túy. Tọa đàm trên tuyến đầu phòng chống ma túy đã truyền tải thông điệp quan trọng đến các bạn trẻ trong và ngoài quân đội về một tinh thần, một thái độ quyết liệt trong đấu tranh phòng chống ma túy. Hãy tránh xa ma túy, hãy suy nghĩ kỹ trước khi bắt đầu, dù chỉ là làm quen với một hơi thuốc, một quả bóng cười hay một nhúm cần sa. Tiếp tục trong phần tin quốc tế. Thái Lan sẵn sàng cho hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 34 sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Nan giải lựa chọn ứng cử viên chủ tịch EC. Ngày hôm nay, chính phủ Thái Lan đã có những bước chuẩn bị cuối cùng để sẵn sàng tiếp đón các nhà lãnh đạo khu vực tới tham dự hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 34 sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Các quan chức Thái Lan cho biết an ninh đã được thắt chặt xung quanh thủ đô Bangkok, trong khi đó khoảng 10.000 nhân viên an ninh đã được triển khai để ngăn chặn những cuộc biểu tình chống chính phủ có thể xảy ra trong các ngày diễn ra hội nghị 22 và 23 tháng 6 tại trung tâm Bangkok. Chủ đề chính của năm ASEAN 2019 do Thái Lan làm chủ tịch đó là thúc đẩy quan hệ đối tác vì sự bền vững. Trọng tâm của các cuộc thảo luận tại hội nghị cấp cao sẽ là nỗ lực hướng tới một khu vực số hóa, xanh và kết nối liên tục, cũng như thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong bối cảnh phát triển ở khu vực. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cảnh báo các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu-EU về việc lựa chọn ra tân chủ tịch Ủy ban châu Âu-EC trong bối cảnh EU không thể thống nhất được ứng viên cho vị trí này. Phát biểu với các phóng viên sau hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết Hội đồng châu Âu cần phải đạt được sự đồng thuận cùng với Nghị viện châu Âu để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng. Trước đó, 28 lãnh đạo các nước EU đã họp kín tại Brussels mà không thể thống nhất chọn ra được ứng cử viên nào, trong khi Thủ tướng Merkel ủng hộ ứng cử viên người Đức Manfred Weber thuộc Đảng Nhân dân châu Âu, nhóm chính trị lớn nhất tại Nghị viện châu Âu, thì Tổng thống Emmanuel Macron lại đang tìm cách ngăn cản ông Weber với lập luận ông này thiếu kinh nghiệm điều hành. Thủ tướng Đức vẫn cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ đối với hệ thống Spitzenkandidat cho phép khối chính trị lớn nhất trong Nghị viện có quyền chọn người thay thế Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Jean-Claude Juncker. Đây là điều mà người Pháp phản đối mạnh mẽ.
EU quyết định sẽ triệu tập một hội nghị bất thường vào cuối tháng 6 để giải quyết vấn đề này. Trong khi đó, nội dung nghị sự về ngân sách của khối cũng phải lùi lại tới tận tháng 10 do vấn đề Brexit. Vào hôm qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi một tàu khoan mới đến phía đông Địa Trung Hải, qua đó làm gia tăng nguy cơ căng thẳng trong quan hệ với các đồng minh phương Tây. Các nước EU đã ngay lập tức lên tiếng phản đối, coi đây là hành động không thể chấp nhận được và khối này đe dọa sẽ có hành động không mềm mỏng để đáp trả. Tàu khoan nước sâu thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ Zavu đã bắt đầu hành trình của mình sau buổi lễ hạ thủy tại một cảng ở tỉnh Kocaeli, phía tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Bộ Năng lượng và Tài nguyên Thiên nhiên Thổ Nhĩ Kỳ, tàu khoan có mục đích là tìm kiếm trữ lượng khí đốt. Nhiệm vụ đầu tiên sẽ là đào một giếng ngoài bán đảo Kapat ở phía đông bắc đảo Síp. Trước đó, thì Hy Lạp và Cộng hòa Síp được Tổng thống Pháp Macron và các đồng minh EU khác ủng hộ đã hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ ngừng mọi hoạt động phi pháp, cho rằng hầu hết các khu vực thăm dò là một phần của vùng đặc quyền kinh tế của Cộng hòa Síp. EU cũng đã đe dọa sẽ phản ứng hành động khoan thăm dò của Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng biển tranh chấp. Mexico đang triển khai đồng bộ một loạt các giải pháp nhằm ngăn chặn dòng người di cư theo thỏa thuận với Hoa Kỳ, nhằm tránh các biện pháp trừng phạt về kinh tế của quốc gia láng giềng này. Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador và người đồng cấp El Salvador Nayib Bukele đã ký một bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác song phương nhằm thúc đẩy phát triển và thịnh vượng, qua đó giải quyết gốc rễ vấn đề người di cư. Theo đó, chương trình tạo việc làm cho El Salvador sẽ được triển khai từ ngày 20 tháng 6 theo kế hoạch phát triển Trung Mỹ nhằm giảm tốc dòng người nhập cư bất hợp pháp. Cùng ngày, Mexico đã triển khai lực lượng vệ binh quốc gia tới biên giới phía Nam theo thỏa thuận đã ký hôm 7 tháng 6 với Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp. Theo thỏa thuận này, Mexico sẽ có 45 ngày để có các bước đi cụ thể, hiệu quả trong việc giảm thiểu số người di cư từ các nước Trung Mỹ tìm cách vượt biên vào Hoa Kỳ từ Mexico. Liên Hợp Quốc cho biết không phải các nước phương Tây giàu có mà chính là các nước đang phát triển, đang gánh vác cuộc khủng hoảng người di cư trên thế giới. Trong báo cáo thường niên các xu hướng toàn cầu, Liên Hợp Quốc cho biết trẻ em chiếm một nửa trong số những người phải tha hương trên toàn cầu. Tính đến cuối năm ngoái, số người phải đi tha hương đã tăng kỷ lục trong gần 70 năm qua, lên tới 70,8 triệu người. Phát biểu tại cuộc họp báo, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Filippo Grandi nhấn mạnh thực tế rằng phần lớn người tị nạn hay là di cư chạy sang nước láng giềng, và điều đó có nghĩa là phần lớn họ đang tị nạn tại những nước nghèo hoặc những nước có mức thu nhập trung bình. Các nhà khoa học Australia đang thử nghiệm xây dựng con đường xanh đầu tiên trên thế giới tại thành phố Sydney. Đây là tuyến đường khá nhộn nhịp dẫn tới sân bay quốc tế Sydney. Gọi là con đường xanh bởi nó được làm từ các chất thải công nghiệp trong sản xuất thép và của các nhà máy nhiệt điện than ở Australia. Hỗn hợp vật liệu geopolymer này được mô tả là sự pha trộn bền vững giữa bê tông và chất thải tái chế, có triển vọng lớn giúp giảm lượng khí thải carbon trên toàn cầu. Một đoạn đường dài 30 mét đang được thử nghiệm công nghệ này trước khi áp dụng trên toàn bộ tuyến đường. Các nhà khoa học đã lắp 9 cảm biến dưới bề mặt đoạn đường này để đánh giá hiệu suất của dự án. Các dự án như việc thử nghiệm geopolymer này có thể mang lại những kết quả rõ rệt trong việc cắt giảm lượng khí thải carbon. Nếu chúng ta mua các vật liệu bền vững hơn với môi trường, chúng ta có thể chống lại tình trạng biến đổi khí hậu và cung cấp cơ sở hạ tầng có chất lượng cho cộng đồng của mình. Nghiên cứu về geopolymer đã được thực hiện từ thập niên 90 của thế kỷ trước, nhưng chỉ đến bây giờ, công nghệ này mới bắt đầu được thương mại hóa. Theo các nhà nghiên cứu, cuộc thử nghiệm này rất quan trọng vì nó sẽ giúp đánh giá chính xác hiệu suất của geopolymer theo thời gian, để từ đó có thể nhân rộng hơn. Bản tin thời sự 20 giờ của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.